Sáng nay, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố Đà Nẵng Lê Trung Trinh chủ trì phiên họp thường kỳ của Ủy ban nhân dân thành phố để thảo luận và thông qua một số nội dung sẽ trình tại kỳ họp Hội đồng nhân dân thành phố cuối năm. Tại phiên họp, trên cơ sở báo cáo của các sở ngành, các ủy viên Ủy ban nhân dân thành phố đã thảo luận và biểu quyết thông qua một số nội dung quan trọng sẽ trình tại kỳ họp cuối năm của Hội đồng nhân dân thành phố. Cụ thể bao gồm các vấn đề về báo cáo quyết toán ngân sách năm 2021, Dự toán kinh phí dịch vụ thoát nước năm 2023 tại các địa phương, về điều chỉnh giá đất và hệ số giá đất tại một số dự án, về danh mục công trình và dự án cần thu hồi đất năm 2023, về quy định chính sách phát triển công nghiệp hỗ trợ, các vấn đề liên quan đến phát triển đô thị như chương trình phát triển đô thị giai đoạn 2021-2030, về kết quả thẩm định quy chế quản lý kiến trúc, về chủ trương miễn phí sử dụng vỉa hè để bố trí trạm xe đạp công cộng, về điều chỉnh chương trình phát triển nhà ở giai đoạn 2021-2030 về quy định bảng giá thực tế xây dựng mới nhà ở để tính lệ phí trước bạ. Trên lĩnh vực y tế, các đại biểu cũng đã thảo luận và thông qua dự thảo về chính sách hỗ trợ các bộ y tế tại các cơ quan đơn vị y tế công lập, về chính sách thú bác sĩ cho các cơ sở y tế công lập giai đoạn 2023-2025 và một số nội dung quan trọng khác.